Xin chào các bạn. Hôm nay mình Mai Quy xin giới thiệu các bạn một cây lan lạ mắt, giống lạ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem ha, có cái thẻ tên luôn để các bạn đoán coi nó là cây gì ha. Chúng ta thấy tên sẽ được bật mí ở phần cuối video. Thì bây giờ các bạn thấy cái cây lan này nó có cái gì hay ạ? Thì bây giờ rõ ràng chúng ta thấy thân của nó giống như vanda lá kim, tức là vanda nắng á. Thân nó hoàn toàn tròn các bạn ha, thân nó tròn hoàn toàn, nhưng mà nó khác cái chỗ là cây nó xoay tròn, cây của nó lá nó xoay tròn, lá nó xoay tròn các bạn ha, lá nó xoay tròn đó. Thân thì như lá kim, không khác nào như lá xoay tròn. Bộ rễ rất là khỏe mạnh, rễ xanh khỏe. Và cây này đảm bảo luôn, trồng gần như không rụng lá là gì. Lá nhỏ, các bạn thấy lá nhỏ cuối cùng vẫn còn. Sức khỏe nó là vô địch. Và thứ ba nữa là mình thấy là cây chỉ có 10cm thôi là nó đã ra hoa rồi. Và trước đó các bạn thấy nó cũng đã ra hoa cũ rồi, và bông cũ rồi. Vậy là cây này xuyên bông lắm các bạn. À, thấy nó khỏe không? Nó leo rất là khỏe. À, bây giờ quay về tên nha. Thì nói chung là có cái hai cái dòng tên này ở Việt Nam ít thấy gặp. Lucia thì mình của Thái Lan, thì cây này chắc là cây đặc hữu của Thái Lan rồi, đặc thù của Thái Lan. Còn cây dưới á thì mình tra ra nó như là cây tóc tiên các bạn, cây tóc tiên á. Các bạn mà chơi cây tóc tiên bông nó rủ xuống rồi này kia đó, thì là mình dự đoán hai cây này nó lai nhau. Mình quay cái tên lại thì nó cho ra được cái dòng cây này. Thì bông của nó thì hôm nay nở bông nên Mai Quy quay cho các bạn xem. Thì bông của nó là bông của nó màu, cánh của nó màu xanh sáng, xanh hơi vàng, tóm lại là màu sáng. Lưỡi đỏ ấn tượng, đỏ đậm luôn các bạn, đỏ rất là đậm, nổi bật trên cái nền cánh của cái nó. Và đây là một cây tem có tên khoa học rõ ràng ha. Đây là cây tem có tên, cây này là cây của Đài Loan làm giống rất là chuẩn, không phải là cây gieo hạt bú xua. Cây này là một cây tem của thế giới. Thì cây này chúng ta trồng giò cũng được, mà hay ghép gỗ to cũng được. Nhưng mà cây này nên ghép gỗ to, gỗ nhỏ thôi cây cũng đã khỏe vậy rồi. Cây này mình dự đoán á, khi mà trồng một thời gian á các bạn, mình dự đoán khi mà các bạn trồng thời gian á, không cần gỗ nhiều, nó sẽ ra cái dàn rễ giống như rễ gió vậy, nó sẽ ra ào ạt, nó đi xuống dưới thì đẹp lắm. Cây này chơi rồi rễ rất là đẹp. Đây các bạn thấy cái giò này không? Đó, nó đi cái dàn rễ mạnh lắm. Cây này dàn rễ còn mạnh hơn cây nãy nữa. Đó. Cây này rễ đuổi các bạn ha. Rễ đuổi là nó làm sao? Tức là tuy là cái đầu rễ này chúng ta thấy như vậy đúng không? Nó sẽ đâm rễ non là đi xuống tiếp. Đây các bạn thấy đây là cây rễ nè, đây. Đó. Nhưng mà trước đó nó đã gãy mấy lần rồi. Trước đó là nó đã gãy rồi, thậm chí là nó đã bị gãy ngang rồi, ở đây nè. Mà nó vẫn cứ đuổi xuống. Nó cứ đuổi xuống. Nó đuổi xuống. Nên đây là cái bộ rễ nó sẽ cứ đuổi xuống, nó không có chẻ nhánh nè bạn ạ. Cái rễ này nó phân có, gần như mình thấy không có phân nhánh luôn. Hiếm lắm. Ví dụ ở đây nè. Đây là cái rễ này nó đâm ngay phân nhánh ở đây là rễ xuống nè. Nhưng mà nó không luôn, ngay đây là nó tù luôn. Nó sẽ ưu tiên đi xuống cái dàn dưới này. Ở đây, đây là rễ này dài này cũng vậy luôn. Nó không, nó đẻ một cái miếng nhánh nhỏ thôi là nó ngưng luôn, nó không thèm rễ nữa. Nó đi xuống tiếp. Tức là rễ này nó sẽ cứ dài xuống. Thì những cây như vậy mà các bạn cũng chơi rễ là những cây này rễ đẹp lắm. Thì một cái mẹo nữa là bạn phải để những cái thao nước ở dưới đây, ẩm độ dưới đây nè, thì rễ nó sẽ cực kỳ nhanh để nó bò xuống. Nó thích cái nơi mình độ ẩm nhiều, và ở dưới đây có hồ cá hay là cái gì đó, hòn non bộ hay là gì đó, thì chúng ta trồng cái cây này phía trên nó hợp đó, nó sẽ bò rễ rất là nhiều. Nói chung là lâu lâu thì mình mới có những cái cây mà lạ mắt như vậy, thì muốn giới thiệu các bạn có tên khoa học rõ ràng, bông cũng sáng và đẹp, bộ rễ đẹp, cây khỏe mạnh. Nếu chơi lan gần như không có bao giờ phải tưới nấm bệnh gì hết. Đây là cây này là cây đạt tiêu chí đó. Cảm ơn các bạn đã xem video ha. Chúng ta có nhu cầu mua cây này thì chúng ta gửi tin nhắn hoặc là gọi điện công ty ha các bạn ha. Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video và xin chào các bạn.